ngày 30 tháng 7 vừa qua, Liên Chi hội Dinh dưỡng Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội và Hội nghị Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 10 thành công tốt đẹp. Đây là dịp nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ kỳ tới và bầu ban chấp hành mới có đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo Liên Chi hội. Hội nghị Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh năm nay với chủ đề Can thiệp dinh dưỡng trong bệnh lý nhiễm trùng đã mang lại những kiến thức cập nhật mới nhất và những trải nghiệm khoa học hiệu quả cho tất cả đại biểu đến từ mọi miền đất nước. Đây còn là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu, kết nối và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dinh dưỡng, tiết chế và thực phẩm nhằm nâng cao sức khỏe, phòng ngừa và điều trị bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng. Các bài báo cáo trong hội nghị cũng có 12 bài báo cáo khác nhau với rất là nhiều chủ đề. Chúng ta tập trung vào vấn đề sức khỏe miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật, điều trị bệnh lý nhiễm trùng và đặc biệt chúng ta có một cái chủ đề chuyên về dinh dưỡng trong điều trị bệnh COVID. Bởi vì từ kinh nghiệm thực tiễn, từ bài học trong thực tiễn đề ra về vấn đề can thiệp dinh dưỡng, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, chúng ta càng khẳng định được vai trò của dinh dưỡng trong phòng và điều trị bệnh lý. Nơi đây quy tụ những chuyên gia hàng đầu Việt Nam về dinh dưỡng và truyền nhiễm. Năm nay, Hội nghị Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 400 lượt đại biểu trực tiếp và hàng ngàn lượt truy cập trực tuyến. Ở đây chúng ta tập trung vào các giải pháp tổng thể để có thể hỗ trợ cho tất cả chúng ta. Trước tiên là nâng cao được sức đề kháng, cải thiện và thúc đẩy hệ thống miễn dịch hoạt động một cách bình thường. Và nhờ đó thì chúng ta phòng ngừa bệnh tật, làm giảm cái nguy cơ bị mắc các bệnh lý nhiễm trùng, cũng như là trong trường hợp mà không may bị các bệnh lý nhiễm trùng, chúng ta sẽ có những cái can thiệp thích hợp và phù hợp để giúp cho người bệnh được phục hồi sức khỏe nhanh, giảm thiểu thời gian nằm viện, giảm thiểu biến chứng. Và một trong những điều rất là quan trọng đó là về mặt kỹ thuật, chúng ta cần phải tăng được năng lượng trong cái khẩu phần ăn phù hợp với từng cá thể một. Và thứ hai là chúng ta phải tập trung vào việc là lựa chọn được các loại protein có giá trị sinh học cao, và trong này có những protein có yếu tố kháng viêm, có yếu tố điều hòa miễn dịch. Và một trong những điều rất là quan trọng đó là chúng ta cần phải phục hồi được hệ vi sinh ở đường ruột. Và để có được sự thành công của hội nghị, có sự đóng góp rất lớn từ các nhà tài trợ là các nhãn hàng lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm tại Việt Nam. Thông qua hội nghị dinh dưỡng lần này thì Kim Long Phát mong muốn được giới thiệu đến các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các chuyên gia đầu ngành về sản phẩm máy tạo nước và khí Hydrolodex Hydrofit và Bambi để hỗ trợ chống lão hóa cho cơ thể. Kim Long Phát cũng còn muốn chia sẻ về những công nghệ tiên tiến mới về những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến cho con người tại Việt Nam. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.